tăng gấp đôi vào năm 2020. Gartner vừa đưa ra dự báo về doanh thu mạng 5G trên toàn thế giới trong năm 2020. Theo đó, 5G sẽ giúp các công ty viễn thông kiếm về 4,2 tỷ đô la Mỹ dựa trên cơ sở hạ tầng mạng. Con số này đã tăng tới 89% so với doanh thu dự toán của năm 2019, khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, doanh thu mạng 4G sẽ thụt giảm cùng với sự phát triển của 5G. Doanh thu 4G toàn cầu dự kiến trong năm nay là 19,32 tỷ đô la Mỹ. Con số này sẽ giảm xuống còn 18,28 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Cùng với điều này, doanh thu 2G và 3G cũng sẽ tiếp tục giảm. Theo ông Sylvain Fabre, nhà nghiên cứu cao cấp của Gartner, vẫn còn quá sớm để nói đến 5G. Tuy nhiên, các nhà cung cấp, cơ quan quản lý và hệ thống đo lường tiêu chuẩn cho 5G đều đã sẵn sàng. Các nhà phân tích cho rằng, 5G với tốc độ cực nhanh hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực như xe tự lái và thực tế ảo. Theo ước tính của Gartner, Hiện có khoảng 7% các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông hiện đã triển khai cơ sở hạ tầng cho mạng 5G. Các dự án đầu tư này sẽ tăng gấp đôi lên mức 12% vào năm 2020. Cùng với điều đó, Gartner cũng đưa ra lời cảnh báo về việc các nhà mạng sẽ duy trì vùng phủ sóng 4G từ nay cho đến 2021. Sau khoảng thời gian này, các nhà mạng sẽ phải tiến hành nâng cấp cơ sở hạ tầng 4G hiện có. Trong trường hợp chất lượng mạng 4G không tốt, người dùng sẽ nhận thấy ngay sự khác biệt khi máy chuyển từ vùng phủ sóng sang vùng không phủ sóng mạng 5G.